Xin chào các bác. Với những dòng cục đẩy BF Audio, với cái dòng sản phẩm này thì em đang bán xả khuyến mại bác giá rất sâu, giá 3 triệu 800 nghìn tại cửa hàng. Với chiếc cục đẩy chạy mạch Class D và với công suất là 1.000W một kênh, trở kháng 8 ohm, còn với trở kháng 4 ohm của nó đạt 1.600 một kênh. Công suất con này rất là khỏe, tiếng rất là hay. Thì với những chiếc cục đẩy này em đang bán giá khuyến mại, giá gần như không lợi nhuận đâu nhé, không lợi nhuận. Thì bán cho các bác nên là bán rất là chạy. Các bác có thể là theo dõi kênh của em thì những ngày trước em test các bác rất là nhiều. Thì ngày hôm nay thì rất là nhiều các bác lại hỏi là muốn nghe lại chất âm của nó, thì em sẽ test lại cho các bác để các bác có thể nghe lại chất âm của nó, tiếng rất là hay. Và tiện test luôn cho anh Ba Minh có địa chỉ ở ấp Bình Thuận, xã Bình Long, huyện Châu Phú, An Giang. Với chiếc đẩy này thì của nó thì tiếng cực kỳ là hay, bởi vì công suất rất là khỏe, công suất 1.000W một kênh. Dòng này thì các bác có thể sử dụng đánh súp của nó tiếng. Các bác lưu ý nhé, những chiếc cục đẩy đánh súp thì công suất càng khỏe, đánh tiếng càng hay. Đấy. Những dòng này các bác đánh súp 50, nếu súp đơn 50 các bác đánh nhé, thì cái tiếng của nó ra rất là tròn các nhá, rất là tròn. Nếu mà qua những thiết bị như là dòng như nâng tiếng nó cắt cốt đấy, thì tín hiệu có lẽ chỉ cần để tầm 12 giờ nó lại kênh đánh rất là mạnh rồi. Nếu qua kích các nhá, qua những con ví dụ nâng tiếng nó kích đánh rất là mạnh rồi. Đặc biệt là tiếng súp đánh mạnh nhưng nó phải tròn tiếng thì nó phải đảm bảo được công suất thì tiếng nó mới tròn. Đấy. Còn nếu mà nó không đảm bảo công suất thì tiếng nó sẽ bị ù các nhá. Tròn và căng, đấy, đánh nó có độ tức. Thì với chiếc đẩy này đánh sút cũng được, đánh full được các nhá. Dòng mạch Class D này đời cao. Với dòng đẩy bãi đời tầm khoảng 23, 23 đến 24 đời nó cũng rất là cao. Với size U hình thức rất là nhỏ gọn. Ở đây chiều sâu của nó đạt tầm khoảng 3 mấy thôi, 38 thôi. Con này cân nặng tầm 15 cân đổ lại các nhá. Và nó chạy nguồn xuyến các nhá. Nguồn xuyến thì nó rất là bền. Đấy, nguồn xuyến là rất là bền, nguồn dây độc các nhá. Rồi. Nói chung là dòng này thì linh kiện của nó thì nó sò, thì các bác nhiều bác hỏi sò thì dòng mạch Class D thì các bác không nên hỏi sò, bởi vì Class D thì nó chỉ có hai sò thôi nhá, một kênh hai sò đấy, hai sò trường thôi, nó chỉ dùng hai sò trường, tất cả con mạch Class D nó chỉ vậy thôi nhá. Nên là dòng này thì chúng ta không tính vào sò. Tụ của nó thì sử dụng tụ là 160V và tụ 200V, nói chung là con này tụ lớn đấy. Rồi rồi, bây giờ em sẽ bật lại cái chất âm để các bác nghe, đánh tiếng rất hay và tiếng rất là căng. Trước khi ở bật tiền sẽ cái nhạc đó. Đây nhạc đang lấy từ máy tính thôi nhé. Ở đây thì đang ghép với một đôi loa bát 40, tín hiệu mình sẽ lấy từ máy tính đánh thẳng vào luôn. Đấy. Đánh thẳng vào luôn, qua đẩy đây nhá, tín hiệu đánh thẳng vào luôn. Đấy. Ta sẽ bật test xem mà nghe chất âm nữa. Có gió rất là êm. Cùng trang cùng tôi cùng đơn vị thương mến nhau chung một toàn, ra từ Sài Gòn yêu nửa đêm tâm sự linh mơ kiếm tha phương đồng hành, vui chung cuộc hành trình phong sương chưa lần bước ba tháng dài được là lại không bàn tay xin níu lại, xin thời gian chưa quá mau, ngày xa thành phố nỗi vui cùng nỗi buồn đầy ấm ba lô nặng tan hẳn. Đối với những chiếc đời này thì công suất nó khỏe nên đánh dòng loa bát 40 với dòng công suất lớn này thì các bác để ý là cái tiếng trống của nó sẽ có độ tròn đấy, tròn và căng sâu đấy, bởi vì nó đánh được hết 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 cái âm của nó ra, và tiếng chép của nó thì rất là rõ ràng, chung thì rất là sắc nét rõ ràng, nó không bị díu vào nhau. Và đặc biệt dòng này nếu các bác sử dụng đánh súp thì chúng ta sẽ cảm nhận biết ngay nếu đánh súp, bởi vì đánh súp thì nếu dòng công suất lớn đánh cái súp thì nó ra nó sẽ có độ tức các nhá, độ tức, và cái tiếng trống nó ra nó sẽ tròn tiếng và nó có độ tức êm nhưng có độ tức này, độ tức và qua sờ nó có độ nhói vào tim ấy đấy. Thì em tiếc em biết mà, thì dòng đánh súp công suất lớn đánh súp rất hay, và để ý nhá, tụ nó vẫn là mới tinh, tụ phẳng lì luôn này, phẳng lì luôn này. Thì clip này thì em sẽ test lại cho các bác nghe chất âm của dòng BF Audio với giá là 3.800.000, giá tại cửa hàng với giá cực kỳ là rẻ, nghĩa là cực kỳ là rẻ các nhá, công suất 1.000W một kênh. Các bác đặt hàng thì rất là dễ thôi,
Các bác chỉ cần liên hệ số máy cửa hàng em theo số máy là 0385 2228. Và tất cả các đơn hàng thì các bác đều được kiểm tra hàng trước khi thanh toán các bác nhé. Em giao hàng toàn quốc. Một lần nữa rất là cảm ơn các bác đã theo dõi video. Em kết thúc video clip ở đây.